Để góp phần bảo vệ môi trường, trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã Ninh An, huyện Hoa Lư đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình hay, hoạt động thiết thực, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Gia đình bà Nguyễn Thị Bắc, thôn Bộ Đầu là một trong những hộ đi đầu trong phong trào xây dựng nhà sạch vườn đẹp do Hội Phụ nữ xã phát động. Hàng ngày bà đều chỉnh trang khu vườn, tạo khuôn viên vừa đẹp lại có giá trị kinh tế, đồng thời luôn giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Thì là mình cũng muốn là để cho nó sạch từ trong ra ngoài, từ nhà trong ra ngoài sân, ra cổng. Thì mình cũng thấy là những cái đấy là thiết thực nhất của gia đình, mà gia đình cũng là thực hiện và sạch sẽ. Mình cũng đã cũng động viên cả tất cả xung quanh hàng xóm là cũng đều là chung tay để cho cái mô hình, để cho nó sạch, xanh, đẹp. Để phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa đến toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân, Hội Phụ nữ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về môi trường thông qua các dịp sinh hoạt hội viên, sinh hoạt câu lạc bộ. Từ đó, chị em phụ nữ đã tích cực hưởng ứng các phong trào như xây dựng gia đình ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, nhà thứ bảy sạch, phụ nữ với mô hình 503 sạch. Mới đây nhất phải kể đến là phong trào 10 phút từ nhà ra ngõ. Tôi rất là phấn khởi với các chị em phụ nữ trong thôn là tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp. Cái môi trường ấy là nó rất quan trọng, nó bảo vệ chính cái sự sống của mỗi con người chúng ta. Cho nên là tôi rất muốn là tất cả các chi hội phụ nữ tuyên truyền rộng rãi hơn nữa để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho tất cả nơi công cộng. Các phong trào do Hội Phụ nữ xã phát động đã nhận được sự tham gia tích cực của hội viên và nhân dân, qua đó thiết lập thói quen giữ gìn vệ sinh từ nhà ra ngõ, bỏ rác đúng giờ, đúng ngày thu gom, với phương châm nhà tôi sạch, nhà chị sạch cho các hộ gia đình. Chúng tôi hy vọng rằng là khi mà phát động phong trào này thì sẽ làm thay đổi được tư duy, thay đổi được suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ hội viên phụ nữ, thay đổi được cái ý thức trong cái giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đường làng ngõ xóm, và từ đó có thể lan tỏa đến mọi người trong thôn, trong toàn xã để đưa thôn xóm ngày càng xanh sạch đẹp. Với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, phong trào bảo vệ môi trường của Hội Phụ nữ Ninh An đã có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ hội viên phụ nữ và đông đảo nhân dân trong xã. Từ đó không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương.